Ủa, chưa? con nào con nấy nhỉ? Nó phồng nó dài ra kìa. Phồng dài nó nhìn càng to hơn. Ủa, to đấy. Không. Wow. Ôi. Đây, ngón tay út của mình đây mọi người ơi. Nó còn to hơn ngón tay út của mình luôn ấy. Đâu đâu đâu, cho đây. Vào đây. To chưa? Ôi. Ui giời ơi, chú Tiệp đào giỏi thế. Đào giỏi chưa? Wow. Đây mọi người ơi. Ui. Hơi nhiều nước. Đây sâu đủ không lam được mọi người. Hết chưa? Mời đi. Nào, mời, mời đi. Mọi người nhá. Tôi dùng món nướng này trước đã. Các cơn đi. Ôi trời ơi, lần đầu tiên ăn con này. Tuyệt vời chưa? Quá bực bội cũng. Đâu chú Tiệp thử cái món này xem nào, nướng này xem nào. Món nướng à? Con này cũng quá ham mò rồi, chắc phải từ từ rồi. Con này hơi to nhỉ. Con sầu to nó to hơn cả cái ngón tay út của mình cơ mà. Được không chú Tiệp ơi? Có thấy không? Thế xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh anh em mình nhé. Thì hôm nay anh em mình đi đào sâu thông mọi người ạ. Chào đây, mọi người nhá. Đây chú Tiệp đang đào đây. Anh em mình vừa lên tới nơi. Bây giờ đang đào. Chú Tiệp có thấy con nào không? Thấy đố của nó nhưng mà nó đi sâu á. Đây là cái cây thông già mọi người ạ. Cây thông mà mình đã chặt mà nó được 2-3 năm rồi, nó đã mục và nó có sâu thông. Đây anh em mình đang bắt một con ở dưới này. Chú Tiệp phát hiện ra nhưng mà không kịp là nó con này nó chuồn nhanh mọi người ạ. Nó đổ thẳng xuống dốc thì nó đi nhanh quá. Chú Tiệp ơi, chú Tiệp ấy đi, mở rộng ra đi. Nó ăn theo cái rễ của nó đấy. Đây, chú Hùng đây rồi. Nhanh lên đi. Lâu thế. Đây có một cái lán mọi người ạ. Cái lán nương. Anh em mình dự là sẽ đào được sâu thông thì sẽ nghỉ ở đây. Ăn ở đây. Đây. Đây là cái bãi ngô của chú Tiệp. Anh em mình bẻ ngô xong rồi lên đây để đào sâu thông. Ô, có nhiều gốc mà họ chưa đào mọi người ạ. Đây. Cái này hôm qua hôm kia cũng có cái dấu vết họ đào rất là nhiều rồi. Đây chú Hùng đang lên, vừa chuyển ngô xong. Chú Hùng này chuyển ngô chậm quá. Xe chạy xe yếu quá nhờ. Xe yếu, sao không quen được. Ôi, đào cho mình nhá. Đâu, để ông AD này xem nào. Cái cuốc này cũng hơi nhẹ. Lấy cái cuốc nó nặng nặng hơn. Thôi chú Hùng tìm chỗ để khai chiến thôi chứ. Khai chiến ở trên nào. Đấy, ôi giời ơi. Ôi, bay ra đây. Đâu, 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 đâu. Nó ở đây bay ra này. Không to chưa? May không cuốc mà nó đấy. Cuốc nó to nó bằng ngón chân trỏ đấy. Ngón tay này, ngón tay út này, đúng không? Được chưa? To phết nhỉ? To lắm, cái này còn chưa đến mùa nó vào ấy đâu, kén đâu. Cái này mà vào mỏ thì thôi rồi nhỉ. Còn hơn ngón tay trỏ của tôi. Vào mùa đông ấy, nó hay làm cái tổ bằng cách rễ của nó khoảng 10-20 phân chú Tiệp ạ. Thế à? Còn mùa này chắc là chưa có tổ đâu. Nó đang chuẩn bị thôi. Chúng chết chú này. Ông này là ông máu đào con này phết đấy. Thật. Năm nào có cái mùa của nó sẽ đào chú Tiệp. Đào đi, ố. Chú Hùng này đỡ nhờ. Nhìn thấy con to quá. Rồi. Nhìn thấy con to là sợ. Ôi dồi, cái cây này nó dễ, nó sâu lắm. Tìm cái cây nào mà dễ của nó nông nông một chút thôi. Cái này dùng máy xúc nhỉ? Máy xúc à? Cái này cho máy xúc bé lên quật cả gốc nó lên. Có thể tìm gốc khác rồi chú Tiệp ạ. Gốc này nó dễ của nó sâu lắm. Tìm cái gốc nào mà dễ của nó nông nông mà đào nó dễ dễ một chút đấy. Cái này là đốn, chắc là đốn khoảng 3 năm rồi đấy chú Tiệp nhỉ? Ừ, chắc thế đấy. Cái cây này nó chặt hơn 3 năm rồi. Đến khi mà thấy cái rễ của nó mục là
có mà. Cái này thì đâu đây mình đào xem nào. Rồi chu hùng được con nào chưa? Đây thấy nó ăn được còn gì nữa. Không biết là biến xuống sâu quá. Ô đây rồi. Bây giờ được chưa? Bé cũng vẫn ăn được. Con bé thì lấy hết. Cái này họ đào vừa đào nên là nó bị trốn rồi. Con to mà. Con này. À không kì đi. Đúng một tí nữa. Đấy, tôi cũng được rồi đấy. Được chưa? Đâu? Được rồi. Ai chà. Nhưng hơi nhỏ. Con to phết nhỉ? To. Hơi bị to. Thấy chưa? Kìa, chú Tiệp. Đâu, của chú Tiệp rồi. Ôi ôi. Ui dồi. Khủng chưa? Ấy giả còn hốt nữa đấy. Ui dồi, vàng rồi chú Tiệp ạ. À. Con này là khẳng định là không có một tí cứt nào rồi. Nó gần chín rồi nhà ơi. Ờ, nó vào mùa tháng 10 là mùa nó làm tổ rồi mà cũng chưa đẹp. Con này vàng không có một tí phân nào. Con này liên hệ anh em mình là mình đào cho. Đào ăn miễn phí. Cho ăn miễn phí. Chắc chú Hùng phải đi mua cái máy xúc về thôi. Ừ. Chắc phải đi mua cái máy phụ xúc 50.000 đấy nhỉ. Đấy, mang về xúc. Đảo nó đau quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Chú Tiệp thấy chưa? Đại đường á, chú Tiệp. Kéo đuôi nó không ra. Ây da, ây da. Đâu. Ây da. Nó như kiểu kéo là đuôi rắn đấy. Ôi anh Thành ấy rồi à? Anh Thành à? Làm đứt một con rồi à? Ui dồi ôi, đây. Ôi, ôi, to chưa? Bán hàng khủng. À, mất cuốc rồi nhá. Cuốc là mất ăn đấy. Đây ra đây. Cuốc múng mà. Ui, con to thế nhở? Đây mọi người ơi, sâu thông đây này. Cái này là nó sắp vào ấy rồi đấy. Làm tổ rồi đấy. Thế khoảng vào thời thời điểm ở giữa tháng 10 trở đi là bắt đầu là mùa đấy đi đào là nó có cái tổ. Mà lúc đấy nó sạch hết ruột rồi mọi người ạ. Cái này nó hay cắn nhau đấy chú Hùng ạ. Nó vừa cắn tay em. Mình không mình để lâu là nó cắn nhau nó bục đấy, bục thân đấy. Đấy. Được 5 con rồi. 5 con rồi. Thôi. 5 con lên là không lo rồi. Không lo bữa trưa anh em mình rồi. Nó còn chế cổ cây này cơ à? Đào dễ thôi chứ Tiệp ạ. Dạ. Hỏng cuốc đấy. Chán chú Tiệp quá, đi giúp nương chú Tiệp. Và chú Tiệp và bắt anh em chúng tôi phải đi kiếm ăn. Chán là thế. Cứ trưa là cứ rủ anh em mình lên núi tìm sâu thôi. Chẳng chịu mổ gà mổ gan gì cả. Anh em cứ thích trên đồi thôi. Đấy. Những cái cây mà nó đấy. Chú Tiệp ơi, rồi, to đấy. To đấy. Wow. Đây. Ngón tay út của mình đây mọi người ơi. Nó còn to hơn ngón tay út của mình luôn ấy. Đâu, cho vào đây. To chưa? Ôi dồi ôi, chú Tiệp đào giỏi thế. Đào giỏi chưa? Ui, còn đấy, còn mấy con đấy. Đào đi. Không mình động nó nhiều là nó chuồn mất đấy. Đấy. Chú Thùng là phải tranh. Phải tranh chú Tiệp. Phải tranh thôi. Đấy, tranh. Đấy, nó mục nát như thế kia nó có nhiều này. Cái cuốc nó phải cái cuốc xịn sò. Chú Tiệp bảo là sẽ chuẩn bị một cái thuổng. Nhưng mà mình bảo là thuổng thì nó đào khó lắm. Cuốc thì vừa đào vừa gạt thì nó nhanh hơn chú không ạ. Đây bỏ cái này ra.
đấy 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 đấy, nó sắp làm tổ đấy Trung ạ. Đây này, cái tổ nó sắp làm tổ đấy. Đây, nó vào đây rồi. Chết với tôi rồi. Cứ đào đi theo đi. Đấy, nó cắn tổ rồi đấy. Cái này chắc phải mấy con, mấy hai con đấy nhỉ? Đấy, đang cắn ổ đấy. Đấy chưa? Nó đang cắn ổ đấy. Đây, ổ nó đây. Nó đang cắn ổ đấy, nhưng mà không biết là nó đi đâu rồi. Ôi, không kịp. Hay là cái con tôi được. Hai con tôi tiệp lấy mất rồi. Ừ, chắc là con này rồi, nó vàng khè mà. Đâu cứ đào đi. Đào đào sâu sâu xuống một chút. Đấy, đổ nó đi bên này một chỗ. Cứ đào mở rộng ra này. Tuổi cho bằng được. Nó cũng chuồn nhanh phết đấy. Con này nó có chân thì mình đuổi không kịp. May là nó cũng có chân đấy. Kéo nó còn khó chứ. Ui ôi, hết rồi, hết rồi. Đâu cái chỗ cái tổ của chú Tiệp ấy, đào sâu sâu xuống chút. Hết rồi chú Tiệp ạ, hết chỗ rồi. Con này nó dài mất. Tìm góc khác đi. Nó có nhiều con mà. Bụng này có mỗi hai con mà. Trời to. Thế thôi á nhỉ. Thế gì á. Trời ơi. Trời ơi, bụng ra rồi, đấy chưa. Đuổi mãi vẫn được. Đuổi mãi, cuốc vào nó rồi. Đi tìm gốc nào mà nó mục mục ấy chú Tiệp ạ. Mà họ chưa đào ấy, chưa động vào nó ấy. Mục chưa? Bên thì mới đi em ơi. Gốc nào mà nó có con mối ăn thì thôi, bỏ qua đi. Có con mối là nó không có đâu. Thế cuốc của chú vùng này ọp ẹp quá. Ừ. Được chưa? Rồi. Cái gốc mới nó khác cái này thôi. Ủa ôi, con này ỉa ra nhiều rồi. Nó ỉa mất là ao mất đấy. Ôi dồi. Đi đâu rồi, đi đâu rồi? Nào 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 nào, cho vào đây đi. Được chưa? Chả biết quay bên nào đây đây. Thấy chưa? Ui con to phết nhỉ. Đấy, chú Tiệp làm bục một con nữa rồi. Chú Tiệp này kém quá. Cái này cẩn thận đấy. Ui có hai lỗ. Ăn quá. Chú Tiệp đang sung, đang sung quá. Đấy, thấy cái tổ của nó đây. Thấy tổ của nó rồi. Không biết là cái tổ năm nay hay tổ năm ngoái đây. Chắc tổ năm nay thôi, còn tổ xanh. Rồi người ạ. Còn xanh lắm. Đây mọi người ấy, thấy không? Đấy, đấy, đây, đấy. Đây, 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 đây. Đấy. Đây nó làm đấy. Cái tổ rồi người ạ. Đây đối với những người riêng con nào mà đã làm tổ thì nó sạch ruột rồi người ạ. Đây. Đấy, nhìn ngon chưa? Đấy. Đang mùa đấy nhỉ? Đang mùa. Đang chuẩn bị vào đấy. Khi nào mà sang thời tiết lạnh lạnh đến tháng 10, tháng 11 đấy. Anh em mình mà đi đào chỉ có ấy thôi. Đào được những con mà nó sạch ruột, nó đã vào tổ rồi ấy. Ô đi nhanh lắm đấy chú Hùng ạ. Ui rồi đây rồi, đây rồi. Bắt được chưa? Không, nó đi nhanh lắm. Con gì mà sao mà đen đen? Có phải là con đấy đâu? Đấy. Ui cái đầu của nó kìa. Đầu của nó đấy. Ui sợ nó đào đi. Đấy. Lấy cái dao cũng được mà. Sợ nó khoét khoét làm cái lỗ. Cái con nào mà nó ở trong thân ấy chú Hùng. Đấy. Là nó sẽ thường thường nó sẽ hơn bé to chưa hơn, đi về dễ. Ui to chưa, con này hết rồi. Đây cái này rồi. Chuẩn bị cắn ổ rồi đấy. Hết đấy rồi, hết phân rồi đây. Ui, con này ngon. Gốc này được. Ôi, nhiều lắm à chú Tiệp. Chú Tiệp ơi, đâu 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 đâu, kẹp chưa? Ui đi đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đây, đây 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 rồi. Ui, con to thế. Wow. Đâu, đâu. Đấy nó ăn theo rễ của nó kìa. Đấy, nó đi theo cái rễ của nó có cái lỗ luôn. Ôi trời ơi, đây 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 chú.
Đây đây đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Đây đây anh. Ui dồi. Năm ngoái thủ quá. Để tôi móc ra cho. Năm ngoái hay năm nay? Năm nay chắc năm nay. Ui. Có thôi. Ui dồi. Đây nó vào tổ đây mọi người này. Nó vào tổ rồi. Mượt nhờ. Đây con to phết. Trời ơi, vàng khe. Đấy. Ngon đấy, nhưng con đấy là nhất rồi. Đâu, để xem con đi. Nó hay có mấy con khu nhau đấy, cứ đào sâu sâu xuống chút. Đâu đâu chú Hùng được nhiều thế. Đây. Ôi được nhiều rồi nhá mọi người nhá. Đói rồi. Ồ rồi, một lúc nữa là ok rồi đấy. Thêm vài con nữa thôi chú Tiệp ạ. Nóng quá rồi. Thôi để hôm nào anh em mình dành hẳn nguyên ngày về đào nhờ. Nguyên ngày đào có mà đào được mấy chậu này. Ừ. Đào gốc người nóng quá. Hay là thôi nhờ, hay đào gốc nữa. Chú Tiệp đào chờ tôi đi lấy tre để làm kẹp với cả lấy củi. Ôi rồi rồi rồi, đi lấy tre đi để làm kẹp nướng, anh em mình sẽ nướng nhau rồi nhá. Wow. Đây cho vào ống làm đi. Ống làm á? Tôi. Lấy cả cái thanh nướng, cả thanh ấy đi để làm đi. Làm là kiểu gì? Cho vào ống tre, cho vào ống ấy. Yeah. Cháy. Ờ. Đỡ thất thoát đi nhờ. Trông béo thế nhở. Gốc này vẫn còn đấy. Đây một con to lắm đấy. Con này to nhất đấy. Wow. Đủ lam rồi đấy chú Tiệp ạ. Đủ chưa? Đủ rồi. Thêm một tí nữa. Đợi chú Hùng lấy cái cây tre về này. Nhiều củi thế. Cây có ở đây rồi. Thôi bây giờ chế thôi nhỉ. Củi đây. Đốt vào chỗ kia thôi nhỉ, chỗ gốc thôi nhỉ. Chú Tiệp bảo là sẽ làm như kiểu mình làm con sâu tre ấy. Hợp đấy. Ok nhỉ. Ừ. Nhưng mà có cần phải tuốt ruột trước không nhỉ? Hay là khi nào mà ăn mới tuốt? Ăn lúc nào mới tuốt ruột ra. Ừ. Cái này à, cho nước vào một tí để rửa đi nhỉ chú Hùng nhỉ. Đây chú. Đây. Thế này là đủ ăn rồi gì nữa. Đủ rồi. Ừ nhờ lấy cái tre non kia cho nó thơm đi nhỉ. Hay là sợ bị cháy. Ừ. Làm mấy cái con này cho. Đây. Mấy con chú Tiệp lỡ tay làm xước sát thì làm hết. Để mấy con nướng đi cho nó thơm đi nhờ. Mấy con nướng. Anh em mình ở trên cái lá này mát mẻ quá. Rồi. Lá này ở trên cao. Ngay gốc đấy à chú Tiệp? Con bé chú Tiệp cũng được à. Chơi ngay gốc đấy. Mình lấy ở chỗ nào thì mình phải nấu ở chỗ đấy. Ừ. Bỏ thêm hai con vào đây, đủ đấy mỗi người ba con. Đếm chuẩn nhá. Đến lúc là tranh nhau là đấy đấy. Tìm, khổ đấy. Tìm con bé hơn mà chả có con nào còn. Con to, đầy trò vào đây. Xong. Ui dồi, bên này cũng bằng này rồi đấy. Ừ. Nhiều lắm rồi đấy. Cho ít thôi nước đi, đúng không? Ừ. Đây, ở nhà mới đây còn mấy con anh em mình sẽ nướng nha. À, cái đây là sâu thông, sâu đuổng mọi người ạ. Đối với một số người không ăn được thì con này có thể gây dị ứng đấy. Với cả một số người thấy con này thì đã cảm thấy ghê rồi, không muốn chạy rồi. Chú Tiệp con này dị ứng cao đấy. Nhưng mà đối với anh em mình thì con này thì không có mới dị ứng. Không có mới dị ứng mọi người ạ. Đây nếp đây, muối mì mình đâu rồi? Đây ở trong. Ui dồi, chú Hùng nhìn chú Tiệp kìa. Được không chú Tiệp? Nhấc cả gốc lên rồi kìa. Được bao nhiêu con ở đấy đấy? Đấy ui dồi. Được đấy, được đấy. Đây, cái này là kẹp nha mọi người nha. Kẹp ba. Cho đỡ con sâu của mình nó đỡ cong. Ui ơi. Đấy, đấy, chú Tiệp lại phi lên một con nữa rồi. Thế này là con này để thử muối mì nhá.
Rồi, một con cho vào ống lam rồi. Đây. Ui, sợ cháy quá không, chú Hùng. Lại đứt ra rồi. Rồi, ok. Ui dồi ôi, nó phồng lên rồi. Chú Tiệp ơi, chú Hùng ơi. Wow. Ui dồi ôi, dài ra chưa? Ngon đi. Nhìn như con gì ấy. Ờ. Ui dồi ôi, tèo không hết rồi. Ờ, nó... Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, 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 ôi. Không khí này phải dồi. Cháy nương mỉa thì đi chỗ. Thật đấy nhở? Vâng, không cháy được đâu. Yeah. Lúc nữa đã ăn được rồi đấy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mỡ ơi. Ngon chưa ở đây đấy. Đây sau thông nướng này. Chưa. Con nào con ấy nhỉ. Nó phồng nó dài ra kìa. Phồng dài nó nhìn càng to hơn. Nhìn sợ thật. Đâu. Đây. Ui dồi ôi. Ngon rồi. Đây. Đây, cho vào chậu này này. Wow. Không, hay là cho vào đây. Cho vào cái máng này nhỉ. Cho lại cũng chín rồi, cái ống lam của mình cũng chín rồi. Nó xem mới nhìn thế nào. Ôi rồi. Hãy bỏ vào máng hay bỏ vào đây? Bỏ vào đây thôi. Wow. Đây. Ui. Hơi nhiều nước. Đây, sâu đuổng thông lam rồi mọi này. Hết chưa? Hết rồi. Hết mất rồi. Rồi, còn đây là nướng nha mọi người nha. Ôi dồi, hôm nay mình làm hai món. Ống chứ tôm ăn cái mày nhé. Đây, mời tất cả mọi người nha, anh em mình chiến đây. Mời đây. Mời nhá. Đây, sau thông nướng này, còn đây là lam nha mọi người nha. Đây, ít chéo đây. Chéo anh em làm từ nhà đây. Này được ít quá. Mời đi. Nào, mời mọi người nhá. Tôi dùng món nướng này trước đã. Cắt cơn đi. Ôi trời ơi, nhân đầu tiên ăn con này. Tuyệt vời chưa? Quá bực bội. Đâu, chú Tiệp thử cái món này xem nào. Nướng này xem nào. Món nướng à? Con này quá mỏ rồi, chắc phải từ từ rồi. Con này hơi to nhỉ. Con sầu to, nó to hơn cả cái ngón tay út của mình cơ mà. Kém với cả một ít gừng. Sao đấy? Này không thể phát cơn được. Có nghệ không? Béo thật, mình phải kiệm nhỉ. Cái mùa này nó béo. Cái này ông cứ bảo gừng, người ta bảo thịt gà. Thôi, mời đây cả nhà ơi. Dùng nhá, mời cả mọi người nhá. Dùng lên. Rồi. Được, cân hảo tốt. Đây mình có cần bỏ ấy không? Nếu mà bỏ thì bỏ. Không cần bỏ đâu. Ờ. Bỏ phí. Ôi giời. Ăn đi. Tay bốc thôi mọi người ạ. Tay bốc thôi mọi người ơi. Cái này cho nước một tí nhỉ. Thật chấm cho nó sướng. Rồi ôi. Ướt của nó là cây thông. Không ngao nhưng mà mình ăn cây thông nhưng mà qua phân hủy hết rồi. Bây giờ anh em mình quá tuyệt vời. Cái về muộn quá nào được ít. Hôm nào anh em mình dành nguyên ngày phải làm. Rồi, đi thở buồn. Như thế này. Tất cả đồi bên kia kìa. Cái này là họ chặt một đợt luôn đúng không? Nó chưa bẻ ngô nên là mình không chui vào được. Khi nào mà nó xe lạnh đã, anh em mình chơi. Ui dồi ôi. Rồi lại rơi mất rồi. Tháng 10, tháng 11 ấy. Là con này bắt đầu nó cũng làm tổ mà. Trời ơi. Phải nhặt công sức mình đã. Ôi. Ôi. Mà cái chéo này cũng ngon nhở. Con to này mới vừa của chú Tiệp này. Đúng chưa?
ngon quá. Cái này to quá không ăn được, cái này phát được một gang, một gang luôn. Thôi mình làm từng ấy thôi, miếng bé tôi không thể làm từng khúc thôi, chặt khúc. Nó to quá. Béo lắm. Rồi rồi, mời đi. Nào, đúng không? Nào. Con này nhìn hơi dị dị. Anh đây anh cầm cái con nào to nhất đi. Rồi 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 rồi. Rồi. Có người nó không ăn được mà ạ. Cái này cả 10 người ăn được hết. Cái này chắc không có gì nữa đâu. Ủa, nước thơm. Để mời em mời nhau. Cơm chấm chéo. Mời mọi người nhá. Béo thế. Cái này dùng cái nồi rán này. Rán phồng nó lại phồng. Nó phồng nó nhưng mà nó lại không thích vùng nướng. Cái này là mớ nó tự nướng nó. Ngon đấy. Đam này không ăn à? Ăn đi. Nào để sau à? Đúng á. Mời nhá. Mời sâu nhau. Vừa trên cái lán này vừa ngắm khung cảnh bản mường. Đây là một góc nhỏ của bản mòn mọi người nhé. Rất là tuyệt vời luôn ở chân này. Chú tiệp đấy. Không, nó đi từ hướng gió về cái đồi này mát. Cái lán này nắng bao nhiêu nắng mà ngủ trưa chắc phải đắp chăn. Đồi này là đồi lộng gió. Kéo lốm chứ nó sao ăn. Ăn đi. Ăn đi. Quay đi. Ngồi đấy mà cười. Xong rồi. Cứ nhâm nhi đi anh em, cứ ăn đi. Ăn đi. Chính là con này nó hay ở trong gốc thông. Mà cũng ở trong gốc mía ấy. Có. Đúng rồi, chụp ơi. Gốc mía còn bé hơn. Nó không đủ chất dinh dưỡng. Đây đầu to đi. Cái này mọi người ạ. Sâu đầu to. Đầu đây đây to đây nhường vâng. Cho anh Thành nè. Rồi rồi rồi, lấy đi. Sâu đầu to. Sâu đầu to. Thắm bảo không ăn rồi. Cứ mời. No rồi, mấy con là được rồi. Đấy, còn mấy con thôi, nốt đi. Chú Hùng nốt đi. Điểm nốt một con nữa. Đấy, còn một con kìa. Còn mấy con nữa, về một con đâu. Thế à? Ôi, còn mấy con bé. Này. Thế mấy con nhỏ kia để cho chú Hùng đi. Ba con nữa. Con to. Chú Hùng lớn rồi, ăn con bé kìa. Bé thế này, bé đến gần như là không thấy rồi mà chú Tiệp cũng không tha. Thôi. Xong bữa trưa. Xong. Bây giờ ngủ trưa thôi. Rồi, tranh thủ kiếm thôi. Ngủ trưa ở đây một lúc xuống thổ ngô cùng chú Tiệp. Bẻ nốt buổi chiều. Chắc là 1-2 ngày nữa xong. Tại vì bây giờ là đang mùa vụ đang thu ngô mọi người ạ. Nên là anh em mình thời gian này cũng hơi vất vả. Ngày mai là khi là em bẻ. Xong chú Tiệp đã. Rồi. Nước của nó ngọt hơn đấy. Hẹn chiến xong bữa trưa mọi người ạ. Hẹn mày một tuần nữa rồi lên. Bây giờ là bây giờ có kinh nghiệm rồi đấy, chú Tiệp có kinh nghiệm đào rồi. Thôi anh em mình xin phép dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Anh em mình chào tất cả mọi người. Sẽ nghỉ ở đây một lúc, xong là buổi chiều làm việc tiếp.